kim cổ kỳ quan. Nhất nam là 10 người nam chỉ còn một, càng nghe quý vị chứ đừng rằng là mình ngu nha. À, còn nữ 10 người còn ngã là được chính đó quý vị. Xuất thế gian mai duyên đức thầy chúng ta là Dương Lĩnh Đức A Di Đà, trong cái thời kỳ cùng cuối để là cái là nguồn đó là Long Hoa Đại Hậu sắp tới, cho nên đó là ngài phiên rằng muôn việc lành hiếu thuận đứng đầu đó. Mà con người bỏ cái chữ hiếu rồi không có nói là tôi làm đạo hay tôi cao tôi thấp gì cho. Rồi đây con xếp bằng con niệm Phật cầu mười phương ban cho phước báo của hồng trần. Nếu ai niệm Phật lần lần đem vào sáu chữ muôn phần sống lâu, đây cơ quyền nhiệm màu kỳ ba chiến chóp, không tu hiền thoát lọt biển khơi, còn chẳng có dám nói chơi, nói đây cho sanh chúng vị thời gần xa. Con cũng chẳng biết. Không, cô nói cô không biết là cái chuyện đó cô là tự cô dối với lòng rồi. À, cái gì mình nói ra cái nấy, cái chân thật thì nói ra chân thật, chân thật không có nói giả dối. À, cho nên cái gì mình nói cái sự thật, mà sớm giờ không trao đổi cũng là đem cái giáo lý của Phật giáo Hòa Hảo trao đổi là cái chân thật với lòng mình. Ngô Phật, dạ. con xin thưa với cậu, dạ. Lần đầu tiên cuối năm 2022, con đi kỉnh trình trầu cao cho củ quyền và gương sen cho thầy và bánh tích cho gốc tích xưa cho Phật pháp. Con đền đáp với thiên liên cho bình yên thể xác, cho mẹ tưới mát hồn thiên. Nhưng mà con thấy cậu không biết cái nguyên nhân gì, con cái này là con thú thật luôn, không biết sao cô út tự nhiên cái cho trăm họ của con luôn. Con nhìn cậu mà con không bước một bước nào để con dời ra chỗ ao sen để con tiếp đón với độ đạo đồng. Ờ, như vậy là tôi với cô cái tình đồng đạo với nhau ở trên đó là cuộc đời hành đạo là nó có cái nhân duyên, cho nên muốn lưu lại có gì gặp gỡ để trao đổi nhau cuộc đời hành đạo của mình. Nam mô Phật. Cô nói gì tôi là theo cái ý nghĩ của tôi là mô Phật, chứ không phải chúng tôi là thầy bà là cái gì hết trơn. Dạ. Trao đổi bằng cái sự thật thì hôm nay cái cơ duyên bắt đầu gặp gỡ nhau, thì cái gì đó cô muốn để có khai triển và tất cả bà con ở nơi đây đều lãnh hội Phật giáo Hòa Hảo hay là cái ngày đản sanh của thầy ra tới nào đó. À, gì cho nên giờ như đó là cô quá là khai triển thành tâm cung kính cổ hiền. Thấy cậu có được căn duyên tóc dài dâu bạc út cháo liền lời văn, con xin thưa cậu con tầm phẳng gốc cội ngày 24 tháng 11 này, con lặn lội con tầm sao cho mẹ được giáng lâm, cho cha Ngọc Đế ghi âm mang cùng. Cậu ơi về đây con gặp cậu ngồi hai cái bóng tùng dưỡng liễu, nên có thể cha mẹ thầy cũng chứng chiếu cho con. Thấy cậu con cũng mốt bọn đi hòa duyên lời ý, cho con mốt bọn với Phật tiên. Vì con ở tỉnh Long Xuyên mà sao con gặp cậu lòng con cũng chẳng yên, nôn nao tất lòng. Thôi thôi, con cầu xin mười phương chư Phật hết lòng phụ điện quang cho con trao hết lòng để gieo duyên. Con xin thưa cậu thứ mấy, con xin thưa cậu ở đâu, con xin thưa cậu bao nhiêu niên kỷ, mà sao con nhìn cậu con suy nghĩ trong nào lòng, nên con cũng lòng dạ phập phồng mà con dừng trận. Con thưa cậu con hết lòng con hỏi thăm. Tôi được rồi, đây đó xong chưa mô Phật? À,
sự thật ra chúng tôi hôm nay cũng là cái cơ duyên, cô bắt cái nhịp cầu tới đây, cô chỉ là năm cái màu sắc, năm cái lá cờ đó. Cô nên nhớ cái quá trình của Phật giáo tôi kể là hai kỳ lập hội thôi. Đức Thích Ca Mâu Ni lập hội đó có nghĩa là lấy cái tại cái Linh Thú Sơn, gọi là Linh Sơn Hội đó. Cho nên vì vậy Phật giáo cái lá cờ người ta có năm màu sắc, nó năm sọc nha. Mà Đức Thầy đã gom lại từ Đức Phật Thầy Tây An chỉ có một màu. Màu gì? Màu đỏ. Màu đỏ là màu gì? Màu chính. Mà hôm nay cái diễm phúc màu chính là cái giới nữ, là có cái diễm phúc đó. Thì chặng trình có nghĩa đất nước Việt Nam trên 400 năm nay mà Ngài nói là cửu cửu càn khôn chỉ định. Cửu cửu là con số 9, con số âm là cái giới nữ, là một cái diễm phúc rất to. Bằng cái thực tế hôm nay thì là cái phần giới nữ ai sinh là con gái nhiều đó là cái diễm phúc. Lắm khi là trong gia đình được hạnh phúc là con gái làm nên chuyện. Còn sanh con trai đó, cái này chúng tôi xin mạng trong cái cuộc đời chút. Sinh con trai nó nhiều đứa ngủ nghịch lắm, ít có đứa mà lo cho gia đình được cái hạnh phúc. Cho nên quý vị nên nhớ cái thời kỳ này là cái nữ là được ưu điểm. Được ưu điểm nhất nam cửu nữ Như Lai lập đời. Cái lời của ông Ba Thới, ông viết đó trong Kim Cổ Kỳ Quan. Nhất nam là 10 người nam chỉ còn một, càng nghe quý vị chứ đừng rằng là mình ngôn nha. Còn nữ 10 người còn là được chính đó quý vị. Cho nên vì vậy con số là thiên liêng đã báo tin rồi. Vì vậy hôm nay một cái nhiễm phúc cùng cuối con số 9 nó đã đi xuống tới cái cặn của nó rồi. Thượng nguyên thượng, rồi thượng nguyên trung, rồi gọi là thượng nguyên hạ, nó là qua ba lần rồi, đó là gọi thượng nguyên. Rồi trung nguyên thượng nó qua trung nguyên trung, trung nguyên trung nó qua trung nguyên hạ, mấy em đừng có quay. Đó nó qua là lần thứ hai là 6 lần rồi. Lần thứ ba là gì? Thượng hạ nguyên thượng rồi ra qua hạ nguyên trung nó qua hạ nguyên hạ. Mà Đức Thầy ra đời bảo rằng hạ nguyên nay đã hết đời là nó phải tới con số 9 không quý vị? Con số 9 là con số 9 là con số cùng cuối của bụi định lực hạ nguyên rồi. Cho nên vì vậy Đức Thầy đã bảo nè, mau mau kiếp kiếp duyên cần, chúng sanh còn có lập thân hội này, từng quần thiên địa đổi thay, gớm ghê cho chúng phơi thay muôn ngàn. Nam mô. Ngày nay đạo đức chẳng màng rồi sao, dẫu có tiền ngàn khó mua sau này, giờ đại gia phú gia gì cũng không có là nói đem cái đồng tiền mình ra để mua là cái đạo được đâu quý vị. Nam mô Phật. Cho nên vì vậy hôm nay mà quý vị bằng cái chứng thực tế cái lời của Thầy tiên báo từ năm 39 tới giờ đó được lan diễn tất cả chỗ nào, nếu có giáo lý của Thầy thì có câu ấy, thì quý vị thấy rằng là đi đám hay này kia rồi cái giới nữ rất nhiều, mà giới nữ là cái hồng phước cũng rất cao nữa. Có nhiều là chỗ là cái phần giới nữ chị em ba bốn chị em là rủ nhau rồi đi nhổ từ cái thuốc rồi chặt phơi để đem lại nhà thuốc cho những thầy thuốc độ đời. Vì cái tâm hồn của người ta giới nữ là giới thấp đó, mà sự thật hôm nay cái tinh thần của người ta rất là cao thượng. Cái này không phải là tôi an ủi, tôi nói đúng là cái định lực của trời đất đã định như vậy đó đó quý vị. Cho nên cái phần giới nữ kỳ này được ưu điểm dí thể một gia đình quá khổ, mà chúng là kêu bằng đặc biệt đó hen. Chúng Nguyên Lóc tôi không biết đến số, mà nghe anh Nguyên Lóc về tôi không biết một lóc bao nhiêu đó, một như vậy đó. Cho nên vì vậy đó quý vị nên nhớ cái hồng phước của giới nữ kỳ này là một diễm phúc rất to. Cho nên là Đức Thầy nói muôn việc lành hiếu thuận đứng đầu, đạo của Thầy sau này chỉ còn cái người trung với cái người hiếu. Mà cái người trung là ai? Cái người trung là cái người chân chánh, cái người hiếu là biết là thương cha, thương mẹ, thương là ông bà. Cho nên là một vị ra đời cũng như ông Nguyễn Trung Trực ở ngoài thì người ta kêu rồi rằng là anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Riêng cái người tín đồ Phật giáo hòa hảo với tôn trọng là quan thượng đẳng đại thần Nguyễn Trung Trực. Có nghĩa là Trung Quân Dương hiếu phụ mẫu. Trung Quân Dương là trung với ai? Trung với đất nước Việt Nam, trung đồng bào Việt Nam, hiếu với mẹ, đem cái thân ra để là trả nợ cho bác đó, để cứu mẹ. Sự thật ra quý vị thấy ở trên đời ai mà làm được như ngài Nguyễn Trung Trực?
đó. Cho nên cái người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo nếu là cái người hiểu biết được là cái giáo lý của là Phật giáo Hòa Hảo tôn kính ông Nguyễn Trung Trực rất nhiều đó quý vị, cái lòng chung nghĩa của ông vậy đó. Cho nên hôm nay chúng ta là cái người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo nó được cả hai phương diện để đền đáp lại cái công ơn tổ tiên và cha mẹ. Bằng cái cha mẹ còn đó, mình đã là gán nuôi cha mẹ bằng cái lời im dịu và miếng ăn thức mặc cho nó trọn vẹn, đó là trả ơn thế gian. Xuất thế gian mai duyên đức thầy chúng ta là Dương Lĩnh Đức A Di Đà trong cái thời kỳ cùng cuối để là cái là nguồn đó là Long Hoa Đại Hậu sắp tới. Cho nên đó là ngài phiên rằng muôn việc lành hiếu tận đứng đầu đó, mà con người bỏ cái chữ hiếu rồi không có nói là tôi làm đạo hay tôi cao tôi thấp gì trơn á. Lắm khi những cái này tôi không có xuyên tạc mà tôi có trực tiếp hỏi với mấy ông đại đức và thượng tọa đó, tôi hỏi rằng có nghĩa là quý ông theo Phật giáo, Phật giáo hôm nay là 2500 năm, 60 mấy năm rồi, mà sự thật là có cái phản nào mà Phật giáo đặt cái pháp danh cho là cái người Phật tử không? Mấy ông mò tới mò lui trong kinh nó không có. Tôi nói không có như vậy, mình có sai đi sai với lòng người không? Vô cùng vô ta. Quý vị nên nhớ cái này, chúng tôi nói cái tâm lý đó. Tôi nói tâm lý và chân lý đó. Quý vị là sau khi sinh con sinh cha ba là quý vị là lựa cái tên cái là cụ này tốt, con đang trai hay gái quý vị đặt con cái tên để xứng đáng với đời ổng mà đi diễn văn cho chồng họ để buông giống cái lương là con mình. Sao quý vị có buồn không? Tôi hỏi quý vị có buồn không? Đó, nếu quý vị buồn thì cái đứa con bất hiếu là đứa con có hiếu. Chúng tôi luận cái chân lý nó là vậy. Sự thật ra cái gì? Đó là có nghĩa là cha trời mẹ đất. Ca dao hồi xưa tới giờ là đất nước Việt Nam của mình đó ha. Các vị cổ nhân từng tự với cái đời hiện tại hôm nay. Công cha như núi Thế Sơn, nghĩa mẹ như nước trên nguồn chảy. Mẹ như mà một lòng thờ mẹ kính cha cho tròn chữ hiếu mới là đạo. Con hạ quân này quý vị chỉ có cái lòng hiếu hạnh và để đền trả lời cái công ơn cha mẹ, đó là sức lực. Quan trọng mà quý vị đã thọ giới lực và hành đạo cao siêu đó thì quý vị cố gắng thêm nghe, gán lên đồng đạo, gán lên cao, lên mãi đừng cho gớt bước nào, lên được tổ tiên lên cực lạc, gớt thì dòng họ gớt trần lao cây này mình gớt là dòng họ mình gớt hết trơn đó nghe quý vị. Tu nhất kiếp ngộ Phật nhất thời, tu cái kiếp này ngộ Phật cũng trong kiếp này chứ không nói kiếp thứ hai nữa đâu quý vị. Cho nên cái kỳ này quý vị nên cố gắng, cho nên chúng tôi mới nói xuyên qua năm màu từ là Đức Phật mà xuống tới Đức Phật Thầy Tây An ra đời là Đức Phật Thầy chỉ chủ trương cái là cái bức trần đỏ, ngôi tam bảo hãy thờ trần đỏ. Trần đỏ là gì? Cái màu chính. Con người đã là phải trở lại con đường chân chính. Mà Đức Thầy đã cải cách. Nhiều khi người ta mượn cái trần đỏ người ta thượng lên, người ta làm sai cái chân lý. Cho nên Đức Thầy cải cách trở lại thờ trần già. Thì năm cái màu mà quý vị đã đổ vô lộn xộn có nó phải ra màu già mà màu già là màu gì? Màu già là màu thoát tục. Ai đã thoát tục? Chỉ ông Phật mới có thoát tục. Đạo Phật mới có thoát tục. Đạo Phật mới cứu khổ nhân sinh. Cho nên vì vậy quý vị thấy Đức Thầy chủ trương về cái nghi thức và cái thờ phượng nó đúng với cái chân lý, đúng với cái định lực chứ không qua bao giờ sai. Vì vậy hôm nay chúng ta mà có cái lòng tin Đức Thầy là một vị Phật, quý vị trở về đây cái hồng phước thiêng liêng lúc nào cũng sẽ ban bố quý vị. Cho nên vì vậy quý vị thấy cái thực tế nó rõ ràng đó. Từ năm 75 tới giờ đó, trước là cái thời gian cỡ chừng đôi chục năm, quý vị thấy năm nào là cái cơn bão sẽ vào Việt Nam của mình. Nhà nước kêu lên chỗ nào cũng phải chằng nhà, dằn cho kỹ, không thôi gió tới lốc kêu bằng banh chành hết trơn. Quý vị thấy gần tới rồi, không biết đi đâu mất tiêu hết trơn, không có. Còn miền Trung, quý vị thấy năm nào cũng vậy, banh chành do thiên tai địa ách xảy ra. Tại sao cũng đồng bào Việt Nam mà như vậy? Cho nên vì vậy hôm nay chúng ta ra đời nhờ hồng phước của thiên liệt, độc thọ cái hoa dạng thọ hương. Đức Phật ra đời ở miền Tây nước Việt khai cái đạo, chúng sanh đã hưởng được cái hồng phước của thiên liên. Và cái người là người dân ở là đất nước Việt Nam nhận được cái chân lý của tam giới trở lại cái con đường chánh đáng để lập hạnh tu hành.
thì chúng ta biết dung chồng cái cội phước đồng tương trợ với nhau, đó là cái tình thương. Tỷ có thấy ngồi chắp tay với ngài không? Nhân lỗi nằm ở cái chỗ đó. Cho nên hôm nay á, cô á là hỏi đó, kết luận là cái lá là lá cờ vàng, là lá cờ của Phật giáo chủ trương, là lá cờ thoát tục chứ không phải lá cờ còn chạy theo cái danh, cái lợi, cái tình. Đức thầy không có bảo ai và cũng không đủ ai, bạc tình thế sự kêu thằng hay ông, kêu thằng hay gọi gần ông, cũng không có muốn ai hồng tôn ti. Chúng tôi nói như vậy, ai trở lại hành trì theo cái triết lý của Phật giáo Hòa Hảo, sau này trở về với cái con số, cái chất lượng, chứ không có còn nói xài con số lượng nữa. Con số lượng là số nhiều, cái chất lượng là tính chất của nó, là chân lý, không có bao giờ thay đổi. Đó là cái đồ đó đồng tiền không mình còn. Mô Phật, con đa tạ. Con đa tạ cậu thứ mấy? Dạ, cậu thứ hai là nhất nhị. Có nhị là có gương sen. Tại vì con nói vậy đó hả? Dạ, anh ở đây không? Thì năm nào cũng vậy, cái hội trường ở sau phần mộ Đức Ông Đức Bà chiều còn ở đi. Cậu ơi, cậu ơi, cậu ơi, bây giờ con nói với cậu vậy nè, con xin thưa cậu hai nè. Bây giờ cậu nói thôi mà đừng quay, mà bây giờ mẹ Du Di là mẹ mẫu, cha Ngọc Đế và Kim Sơn Phật và Đức Ông Đức Bà, con sẽ chỉnh kỉnh trình bằng hương đăng. Nhưng con ra đây con ngồi, con sắp bằng là con chấp hai tay, con cung kính Du Di điển lực quyền di của cha, phủ điển quang xuống hai cái bóng tùng viên liễu này cho ông cậu hai, là ông con gọi là cụ hai, tại vì tóc bạc mà dâu dài con phải gọi ông cụ. Ông cụ là con gọi, mà cậu hai là cái này thân con gọi, mà con gọi ông cụ là riêng của khẩu con gọi. Nhìn con xin thưa với cậu hai như thế này nha. Nam Mô A Di Đà Phật. Ngày nay là ngày 24 tháng 11 năm 2022, là cuối năm, năm cũ bước sang năm mới. Cuộc đời ai tu học, mẹ con lừa lọc để chừa. Điển linh của cha Ngọc Đế không bỏ bừa con thơ. Nay đúng lúc đúng giờ Facebook kỳ quận 3 kết thúc hồng trần. Chúc cho cậu hai được bước về gần nơi miền đất Phật, muôn phần dễ dàng. Đây đất Phật là tòa vàng điển ngọc, mẹ với cha đang lừa lọc chúng sanh. Chúc cho cậu có được điển lành, phủ vào kim sắc tướng chí thành để độ dân. Con là con cháu muôn phần trao đổi lời nguyện cầu, mẹ cũng theo dõi một đứa con hiền. Chúc cho cậu cũng có được căn duyên của dân độ thế tại miền Trần Ni. Kỳ quân ba chiến chót là bài thi học đạo. Chúc cho cậu được dạo ta bà. Con đây cũng xin trả hiếu ông bà của quyền thích tổ vậy mà tam quân. Đây lòng con keo sơn với cậu. Mẹ với cha cho con để hấp thụ một bầu thái dương. Quả địa cầu càng khôn tròn do như chữ O. Nhưng nhìn ra có bốn hướng, của đông tây nam bắc kết chặt đạo hồng trần. Con nào có phước có phần, nếu tu thật giả được gần thánh tiên, cho cha mẹ ban liền phước đức để cho con lên cấp bậc cao sâu, để cho con nhận được nhiệm màu mượn thân xác về châu thầy tổ. Tăng cà ly, cà ly si này. Cô chúc cho cái đàn này cũng rất cảm ơn mà cái chuyện làm. Nhưng con ngồi đây con xếp bằng con niệm Phật cầu mười phương ban cho phước báo của hồng trần. Nếu ai niệm Phật lần lần đem vào sáu chữ muôn phần sống lâu. Đây cơ quyền nhiệm màu kỳ ba chiến chóp, không tu hiền thoát lọt biển khơi. Còn chẳng có dám nói chơi, nói đây cho sanh chúng vị thời gần xa. Về đất Phật của cha của mẹ, về đất thầy mau lẹ để tu. Mượn 24 tiếng đồng hồ đêm ngày lẳng lặng công phu để mẹ cha dẹt áo mây mù cho con. Nếu con nào biết móc bòn lục tự thì hồn thiên được giữ cảnh Tây Phương, hồn thiên được giữ xác phàm lạc trần, về đất Phật muôn phần trả hiếu. Rồi cha mẹ thầy tổ chứng chiếu, mượn hồn thiên khâu khiếu xác phàm. Còn việc gì chúng sanh cứ làm, miễn sao biết học đạo già lam của thầy. Ngày nay con cũng có đức tin đủ đầy, chúc cho đồng đạo kỳ này đông vui. Con cũng mượn xác thả xuôi thiện đạo, chúc cho cậu hai thông thạo điển linh,
nên con cũng nguyện cầu xin mười phương chư Phật quay linh hộ trì. Nam mô Di Đà Phật, con đa tạ công đức vô vi và con đa tạ công đức lời vàng của cậu trao cho con. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nếu như vậy con đa tạ công đức đèn Thái Dương của cha bốn lại, hướng đông một lại, con quay về hướng tây một lại, con quay về hướng nam một lại, con quay về hướng bắc một lại, bốn lại trong càn khôn vũ trụ, xác phàm nào cũng hấp thụ bằng cái thân. Về đây là đất của Phật và của muôn phần con đạo pháp, xa gần đoàn tụ, mượn sắc phàm hấp thụ bằng hơi thở không gian âm dương trong quả địa cầu càn khôn vũ trụ là một bầu Thái Dương. Nam mô A Di Đà Phật. Con thấy cậu con cũng đáng thương, còn phần con là con cháu con đát đương cái đạo đồng, giống lành xưa ai cũng ráng tỉa trồng, bồ đề sẽ nở sen hồng khắp nơi. Chúc cho cô bác thảnh thơi niệm danh sáu chữ chèo bơi thiền thòn, hồn thiên ta còn vẫn còn, xác phàm ta hãy ráng mót bòn hiếu chung. Đây là hai cái bóng tùng của Dương Liễu. A Di Đà Phật. Trời, con chỉ diễn cho đạo đồng nhiêu con đa tạ con hay. Cảm ơn con, xin lấy cái bình thường giảng vậy nha, không có gì hết. Rồi, xong, bye bye. Không biết cô ở quốc độ nào mà cô tôn kính Đức Thầy là một vị Phật chân lý, của Đức Thầy là chân lý cứu khổ, là tôi tôn trọng cái ý nghĩa của cô chỗ đó. Tại vì kim sơn Phật con tôn trọng. Có nghĩa là ngày giờ nào cô gắng lập thành cái ngày cậu ơi, để mà tim con nghiệp đập thùng thùng. Nếu mà cậu núp bóng tùng từ bi về đây nhận lệnh du di quyền cơ mật pháp vậy thì khắp nơi. Mô Di Đà Phật. Rồi con xin chào cậu nha. Rồi, thôi cậu cháu mình có gì nhiều thôi. Nhiều chào đệ nha. Chúc hết cô bác chị em huynh đệ. Dạ cảm ơn bác. Cảm ơn mọi người. Thì con giờ con cứ dạ, thưa quý vị khán giả, thì hiện tại là Nguyễn đang ở cháu mẫu đứa ông đứa bà trong cái ngày tảng sanh với vị. Thiện duyên thì, với Phật cô có giao duyên với bác ở đây. Thì cũng quay đôi nét lại cho tất cả quý vị khán giả cùng xem để mà biết cái cho con đạo khắp hoàn cầu. Hãy dán dạo lục châu. Mô Di Đà Phật. Quá cái này luôn. Con chỉ như vậy thôi à, con gặp cậu mà con không có về được cháu này. Thôi con máy bay. Máy bay chào hết. Vui quá huynh đệ. Xem nếu mà có gì mới nữa thì chạy. Mình diễn xong rồi mình máy bay. Đây nè quý vị, rất là đông như vậy nè. Thì để coi có cái gì hấp dẫn nữa thì Nguyễn sẽ quay tiếp ha. Ôi, tôi không chặt ta kỳ quá à. Trả đi.